Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của LTG. Chúng ta tiếp tục đến với nội dung của Thế Thế Đường Môn tập 169 anh em nhé. Vũ Hạo hơi xoay thân mình, hắn không có kiếm chỉ có nắm đấm, không dùng hồn kỹ nào cũng không phóng ra ám kim khủng trảo, một quyền thần túy. Thế nhưng nắm tay phải của hắn lúc này lại biến hóa tỏa ra ánh kim sắc chân thật, nặng nề, tràn ngập khí thế thiên thượng địa hạ, uy ngã độc tôn vậy. Động tác thuần thục, cả hai như là đều đã tập đi tập lại nhiều lần. Khi hắc trường kiếm quét tới, Vũ Hạo cũng đã xoay lại, kim quyền oanh kích va chạm với mũi hắc kiếm. Hiên Tử Vân lảo đảo lùi về phía sau hai bước, đôi mắt đầy hoảng sợ. Quyền kiếm tiếp xúc phạm vi trong 10 mét vuông không khí cũng đã như sụp đổ, hình ảnh trước mắt cũng trở nên vặn vẹo mờ ảo. Dù chỉ là xảy ra trong chớp mắt, thế nhưng lão biết chắc không phải do mình hoa mắt. Trên đài chủ tịch, Minh Đức Đường chủ Kính Hồng Trần cũng bật dậy. Lão giật mình vì bản thân không thể nào phân tích lý giải được sự va chạm của một quyền một kiếm kia. Luận về uy lực công kích như vậy vẫn còn xa so với cường giả cấp độ của lão. Thế nhưng Kính Hồng Trần lại cảm thấy một quyền với một kiếm kia không hề đơn giản. Khi thế bộc phát va chạm lẫn nhau, không một hồn kỹ hòa mỹ. Thế nhưng khiến lão hoàn toàn không nhìn thấu, không rõ ràng đó là gì. Quyền và kiếm va chạm chừng một giây, một tiếng nổ kịch liệt bạo vang, ầm một tiếng. Mặt đất nứt nẻ, sụp đổ lan rộng ra ngoài, xa đến 30 mét mới yếu lại. Vũ Hạo và Quý Thật Trần đều bị chấn bay ngược về. Quý Thật Trần vẫn hai tay giữ chắc thiên ngoại vẫn thạch kiếm, cổ tay máu chảy ròng ròng. Toàn bộ tay áo bên phải của Vũ Hạo hoàn toàn nát vụn, một ngụm máu tươi cũng phun ra cuồng mãnh. Khoảng cách bị chấn văng đi phải xa gấp đôi Quý Thật Trần, rơi xuống mặt đất lảo đảo lùi sau 7-8 bước mới trụ vững lại được. Hắn thua. Đa phần khán giả đang quan sát đều mang ý nghĩa đó khi mà chứng kiến cảnh tượng vừa xảy ra. Mới đầu thì chửi rủa, rồi chưa mắt nhìn Vũ Hạo thắng liên tiếp 30 trận, lại thấy tiếp hắn nhanh chóng đánh bại Trầm Mộc Tô và Kinh Tử Yên. Trong thâm tâm những đệ tử học viện Nhật Nguyệt dù không muốn, thế nhưng cũng đã tự thừa nhận hắn rất là cường đại. Mọi người đều nghĩ về một việc, ai có thể đánh bại được hắn, có vẻ như bọn họ đã có đáp án. Thế nhưng Vũ Hạo không gục ngã như bọn họ nghĩ, thân hình sau khi đứng vững lại, không hề nhúc nhích, lồng ngực phập phồng hồn hèn, thế nhưng kim quang trong mắt vẫn tinh lặng, nhìn nắm tay phải vẫn tỏa ra ánh sáng kim như trước, im lặng không nói. Quý Thật Trần sau khi rơi xuống đất cũng không tiếp tục tấn công, không lùi xa như Vũ Hạo, không hề lảo đảo, càng không hề phun máu, chỉ có điều ánh mắt đã không còn sắc bén, mà mang theo một chút hoảng hốt, thậm chí cổ tay máu tuôn xối xả chảy dọc ra xuống thiên ngoại vẫn thạch kiếm, dường như cũng chưa phát hiện ra. Hai người cơ thể đứng im như vậy, không ai có biểu hiện gì sẽ tái đấu. Nếu không phải xung quanh bọn họ, mặt đất sụp xuống đến 2 mét, đá lớn đá nhỏ văng tung tóe, người ta sẽ dễ dàng nghĩ rằng họ chưa hề phát sinh chiến đấu. Rung động trong ánh mắt của Hiên Tử Vân dần khôi phục lại, lão đứng gần nhất, cảm nhận sâu sắc nhất. Lúc hai bên va chạm rõ ràng lão sinh ra một lượng vô cùng cường đại trong đại não, như muốn xé nát linh hồn của mình vậy. Với tu vi hồn đạo sư cấp 8, hồn đế bát hoán ngay giây phút đó cũng kinh hãi lùi về phía sau. Với tu vi của Vũ Hạo và Quý Thật Trần, thật khó mà nghĩ sẽ mang đến cho hắn cảm giác này. Vậy thì cảm giác kỳ lạ đó chắc chắn không đo được với chấn động hồn lực, cũng không phải là tinh thần lực đơn thuần, có lẽ là một loại năng lực kỳ dị mà trước nay Hiên Tử Vân chưa từng biết. Ý nghĩ đó khiến lão khiếp sợ dùng mình. Kim quang trên nắm tay phải của Vũ Hạo dần biến mất, người ta mới thấy ở trên nắm tay chỉ chít những vết thương li ti, rách ra tóe máu. Kim quang vừa rút máu tươi trào ra, biến kim quyền thành huyết quyền. Nhưng Vũ Hạo cũng không để ý, chỉ đưa tay trái xoa nhẹ bàn tay phải, đóng băng nó lại, sau đó khoanh chân ngồi xuống nhắm mắt vào minh tưởng. Kính Hồng Trần nói gì đó với Lâm Gia Nghị, hắn vội từ đài chủ tịch phi thân xuống rất nhanh đến chỗ Hiên Tử Vân hỏi nhỏ: "Hiên lão sư, ai thua ai thắng, có phải Vũ Hạo thua hay không?" Hiên Tử Vân cười khổ rồi nói thật ta không biết, trận này ta không thể nào phán định thắng thua. Đúng lúc này, Quý Thật Trần đột nhiên run rẩy, sắc mặt trắng bệch, ngẩng đầu nhìn qua, đôi mắt tràn ngập hưng phấn. "Ta thua." Bỏ lại một câu và một ánh mắt sâu sắc nhìn Vũ Hạo, hắn lảo đảo xoay người bước đi, thế nhưng không có thể nào thẳng lưng bước đi nữa, thậm chí còn ngã sấp mặt đò đất một lần. Phải nhớ Kinh Tử Yên nhảy vào chiến trường đỡ lấy hắn mới dìu đưa hắn ra ngoài. Quý Thiệt Trần thua, thế nào lại thua? Ngay sau đó, Phạm Vũ cũng bước nhanh vào sân đấu, đến chỗ Lâm Giai Nghị và Hiên Tử Vân rồi nói: "Giải đấu luận bàn chấm dứt ở đây đi." "Hả? Vì sao?" Lâm Giai Nghị kinh ngạc tròn mắt. Phạm Vũ chỉ Vũ Hạo rồi nói: "Ngươi cũng là hồn đạo sư cấp 8, hồn sư cấp hồn đấu la, chẳng lẽ vẫn chưa phát hiện ra Vũ Hạo đã tiến vào trạng thái minh tưởng sâu hay sao?" Đúng vậy, khi mà Vũ Hạo lúc ngồi xuống đã lập tức tiến vào trạng thái minh tưởng sâu, ngồi ngay ngắn không động đậy như là một bức tượng. Hiên Tử Vân thấp giọng kinh hô: "Minh ngộ thức, minh tưởng sâu." Phạm Vũ bất đắc dĩ gượng cười:
Chỉ e là tình huống của tiểu tử này thật sự không thể xem xét như là hồn sư bình thường. Phiền các ngươi, chuyện cáo đường chủ trao đổi luận bàn chấm dứt từ lúc này. Tin rằng đường chủ cũng muốn kết quả này, có điều phải tạm thời chiếm dụng cái sân này của các ngươi. Trạng thái minh tưởng sâu tuyệt đối không thể nào bị quấy rầy, ta sẽ ở lại hộ pháp cho hắn. Hiên Tử Vân gật đầu rồi nói, điều này ta biết, ta hiện tại là lão sư chỉ đạo của hắn, ta sẽ ở lại cùng ngươi bảo hộ cho hắn. Việc đường chủ đành phải phiền Lâm chủ nhiệm rồi. Lâm Gia Nghị nhíu mày thế nhưng cũng gật đầu, lập tức quay lại đài chủ tịch. Sự cố ngoài quy hoạch này thật sự là khó ngờ, ai sẽ Vũ Hào lại đột nhiên xảy ra biến hóa này chứ? Tự nhiên lại mình tưởng sâu. Minh Đức đường chủ Kính Hồng Trần nghe báo cáo thực sự cũng kinh ngạc, trong lòng lại càng thêm lo lắng. Bề ngoài có vẻ như luận bàn thế này toàn bộ hiệu quả đều thu hết về phe của mình. Cứ nhìn đám học viên sau ngày hôm qua trở về đều có phản ứng rất tốt, sôi nổi thảo luận phương pháp đánh bại hồn sư đối kháng hồn sư. Có thể thấy rõ, sau hôm nay học viện Nhật Nguyệt chắc chắn sẽ nổi lên một phen phong trào tu luyện náo nhiệt cho xem. Thế nhưng Vũ Hào thu hoạch ít hơn sao? Minh Ngộ thức minh tưởng sâu có thể khẳng định va chạm trước đó với kiếm sĩ Quý Thuyết Trần đã khiến hắn tiến bộ, hơn nữa tiến bộ không nhỏ. Còn may tiểu tử này vẫn còn trẻ, nếu hắn xuất hiện ở học viện Sở Lệ Khắc từ 20 năm trước, chỉ sợ... Kinh Hồng Trần sắc mặt bất đắc dĩ lắc đầu. Bất kể ra sao, hiện tại tôn tử tôn nữ đều còn ở học viện Sở Lệ Khắc, muốn tính kế với Vũ Hào cũng không thể nào không lo cho hai đứa chúng nó. Lão chỉ có thể tự an ủi, ít ra Vũ Hào cũng còn quá nhỏ, tương lai gần sắp tới vẫn chưa thể nào ảnh hưởng đến đại sự quốc gia. Hiện tại hắn có thể đột phá ở học viện Nhật Nguyệt, vậy thì hai đứa cháu thiên tài của mình ở học viện Sở Lệ Khắc có thể nào về tay không đây? Ôm ý nghĩ như vậy, Kinh Hồng Trần cũng bình tĩnh trở lại, cho phép Lâm Gia Nghị tuyên bố kết thúc. Kết quả Vũ Hạo đã chiến thắng 33 trận, không ai đánh bại được hắn. Thế nhưng tình trạng hiện tại khiến hắn không cách nào đánh tiếp. Nhưng học viên đặt cược hắn không vượt quá nổi 50 trận cuối cùng cũng lấy lại được một chút cháo. Một ngày sau, Kinh Hồng Trần lại nhận thêm một ít tin tốt. Kiếm sĩ Quý Thật Trần sau khi trở về cũng tiến vào trạng thái minh tưởng sâu, cũng là mình ngộ thức nhiều Vũ Hạo, cuối cùng cũng là người duy nhất vãn hồi một chút mặt mũi cho học viện Nhật Nguyệt. Thế nhưng không ai ngờ, Vũ Hạo lại minh tưởng sâu một thời gian dài đến thế. Phạm Vũ và Hiên Tử Vân cùng hộ pháp dựng cho hắn một cái lều. Dù vậy hắn minh tưởng quá lâu, đến ngày thứ 7 vẫn còn chưa tỉnh, trên người đã đóng lên một lớp bụi. Hai vị lão sư không thể để ngoại cảnh ảnh hưởng tới Vũ Hạo tu luyện, nên đang dựng ngay đó một cái lều thật to với hắn. Hiên Tử Vân thì còn tốt, mệt mỏi có thể trở về nghỉ ngơi ăn cơm. Còn Phạm Vũ nói gì cũng không đi, vì muốn đảm bảo cho Vũ Hạo tuyệt đối an toàn, lão luôn luôn ở lại hộ pháp bên cạnh Vũ Hạo, ăn uống sinh hoạt đều ở lại đây. Chỉ thỉnh thoảng Hòa Thế Đầu đặt một vài đệ tử Sở Lệ Khắc đến canh chừng giúp hắn, để hắn đi giải quyết vài vấn đề cá nhân. Xuất thân từ học viện Sở Lệ Khắc, Phạm Vũ càng hiểu rõ ý nghĩa của một lần minh tưởng sâu. Do đó ngay từ đầu lão đều tỏ ra không hề vội vàng. Ở trong trạng thái minh tưởng sâu, nhịp tim mạch máu cơ năng ở trong cơ thể đều hoạt động chậm chạp. Chuyện minh tưởng suốt cả một tháng không phải không có khả năng. Ở nội viện học viện Sở Lệ Khắc nội viện, thỉnh thoảng vẫn có đệ tử gặp tình huống này. Mà minh tưởng sâu trong thời gian càng dài, đối với sự tăng trưởng của hồn sư lại càng có lợi. Có điều đã qua một tháng, Vũ Hạo vẫn còn yên lặng minh tưởng, khiến cho cả Phạm Vũ cũng đứng ngồi không yên. Vết thương trên bàn tay phải của Vũ Hạo đã sớm lành lại, khi mà lớp băng trên bàn tay tự động tan đi, tất cả vết thương đều hoàn toàn lành lặn, một chút dấu vết cũng không thấy. Thời gian trôi qua, cơ thể của Vũ Hạo càng lúc càng trở nên càng cứng, lạnh lẽo, sờ vào cứ như là một tảng đá, bất kể là nhịp tim, hơi thở hay là hồn lực lưu truyền đều không thể nghe thấy nữa, càng lúc càng khó phát hiện. Hắn không phải tẩu hỏa nhập ma rồi chứ? Phạm Vũ trong lòng tràn ngập lo lắng. Vì thế lão lập tức viết thư gọi Dạ Hiểu Thắng ngày đêm dùng hồn đạo khí phi hành bay về học viện Sở Lệ Khắc, giao thư tín cho Huyền lão. Trong thư lão miêu tả chi tiết quá trình Vũ Hạo tiến vào trạng thái này, sau đó Huyền lão đã tới. Có điều lão nhân gia không hề kinh động học viện Nhật Nguyệt, chỉ lặng lẽ một mình nhân dịp bóng đêm mà tới. Với thực lực siêu cấp đấu la cấp 98, dĩ nhiên dễ dàng không bị ai phát hiện. Cẩn thận kiểm tra thân thể của Vũ Hạo, Huyền lão vẻ mặt kinh hỉ cho Phạm Vũ biết, Vũ Hạo hết thảy bình thường, nhưng lần này tiến nhập vào minh tưởng sâu rất giả sâu, có lẽ một thời gian khá dài mới có thể chấm dứt. Ngày trước Huyền lão đã từng nhìn thấy tình huống này xảy ra với Mục lão, dặn Phạm Vũ nhất định phải trông chừng Vũ Hạo thật tốt, lần này minh tưởng chắc chắn sẽ khiến tương lai phát triển của Vũ Hạo cực kỳ lợi ích. Để tránh phiền toái, Huyền lão sau khi cẩn thận kiểm tra trạng thái của Vũ Hạo đã lập tức quay về học viện Sở Lệ Khắc, mà Phạm Vũ chờ một lần này đã trải qua đến nửa năm. Bóng tối, tất cả mọi vật chỉ có bóng tối, một ánh kim quang không hề báo trước lè lòi sự bóng tối, mang đến ánh sáng quý giá cho bóng đen. Kim quang khuếch tán cả thế giới sáng bừng lên, một tia kim quang dần trở lại một luồng sáng lớn. Mặt trời tỏa ra ánh vàng, thế nhưng chỉ như là ánh chiếu tà, sau khi bừng sáng mãnh liệt, nó lại có xu hướng bắt đầu mờ dần đi. Nhưng những tia sáng nhỏ như kim châm vàng ánh đã phóng ra, dần dần tỏa ra ánh quang minh rực rỡ. Đây là biển, một vùng biển rộng mênh mông vô bờ.
Màu nước biển chỉ có một mảnh vàng óng ánh, sáng rọi nhẹ nhàng hòa với sóng biển dập dờn nhấp nhô lấp lánh và lung linh. Phừng một tiếng, mặt trời trên không bỗng bạo khởi ánh sáng, như là viên pháo hoa đẹp nhất nổ giữa trời đêm. Nhưng mà mặt trời phát nổ, quang ảnh xung quanh cũng không vì thế mà trở lại với bóng đêm đen đặc. Một con mắt khổng lồ dựng thẳng mang theo kim quang thay thế vị trí của mặt trời khi trước, xuất hiện trên cao quan sát biển rộng, uy nghiêm như là quân vương giá lâm khiến hải dương óng ánh cũng trở nên phẳng phẳng. Trong nước biển vàng óng, một bóng người phập phù trôi nổi, trôi trên mặt nước. Đó là một thanh niên, thân thể không chút sức sống, da thịt trên người cũng chỉ có một màu vàng. Lúc hắn xuất hiện, từ con mắt ở trên cao phóng xuất ra một luồng kim quang nhẹ nhàng nâng hắn lên khỏi mặt biển. Trong luồng sáng đó, thân thể người thanh niên chậm rãi đứng thẳng và mở mắt. Khi hắn mở mắt ra, biển rộng vô bờ trở nên tối đi, còn trên người của hắn lại tản mắt ra ánh sáng lộng lẫy. Đây là đâu? Hắn sợ hãi mở miệng, vẻ mặt mù mờ nhìn bản thân. Đây chính là tinh thần hải của người. Một bóng người xuất hiện, từ không đến bên cạnh thanh niên nọ chính là Tử Linh Thánh Pháp Thần, vong linh thiên tài Y Lai Khắc Tư. Thanh niên phát sáng rực rỡ kim quang, còn không phải là Vũ Hạo thì là ai? Vũ Hạo có vẻ hoảng hốt rồi nói, tinh thần hải của ta, đây đúng thật là biển. Chỉ nhớ nhanh chóng khôi phục thế nhưng cũng bất giác than thở. Trước đây hắn nhìn tinh thần hải của mình, bất quá cũng chỉ nghĩ nó lớn như là cái đầm, rồi từ từ lớn lên thành một cái hồ mà thôi. Còn lúc này, tinh thần hải quả thật chính thức có thể gọi là biển. Ngươi phải cảm tạ tiểu trung tử, khi mà cảnh giới của ngươi tăng trưởng, hắn đã cung cấp cho ngươi tinh thần lực khổng lồ và tinh khiết, khiến ngươi có thể đạt một bước thay đổi chất lượng tinh thần hoàn mỹ thế này. Y Lai Khắc Tư mỉm cười, Thiên Mộng Ca đang ở đâu? Giọng than thở lời biếng của Thiên Mộng băng tằm vang lên. Trước kia lúc nào ta cũng có thể thoải mái ngủ, lần này đến phiên ngươi ngủ thoải mái ta lại không ngủ được. Thân ảnh khổng lồ dài đến 100 mét chậm chạp trôi ở trên nước biển, thân thể trắng như ngọc nhẹ nhàng lay động một chút đã bay vào không trung, nhìn không khác nào một tòa núi. Trên thân thể khổng lồ đó kim hoàn chỉ còn lại 7 cái. Thiên Mộng Ca, Vũ Hạo vui mừng gọi một tiếng, ý niệm chỉ vừa mới động, hắn đã xuất hiện ngay mặt Thiên Mộng Băng Tằm. Thiên Mộng Băng Tằm mấp máy miệng, đừng có định nọt gọi ta như vậy, ta rất là mắc cỡ đó. Một âm thanh mang theo một vẻ kinh thường rõ ràng vang lên. Dốc tổ, cái mặt dày của ngươi so với tường thành chỉ có hơn chứ chẳng có kém, có thế mà mắc cỡ sao? Lại một thân ảnh sinh vật khổng lồ từ trong nước biển trồi lên, thân thể kim cương băng tinh, đuôi dài xanh biếc chính là Băng Bích Đế Hoàng Hạt. Băng đế lại cao hơn 30 mét, một cặp càng bò cạp cực lớn giờ cao, khí thế hùng mãnh. Dù vậy, cả hai sinh vật khổng lồ này cũng không hề khiến tinh thần hải dậy sóng gọi gió chút nào. Băng đế, Thiên Mộng Ca, sao đột nhiên cơ thể các ngươi lại khổng lồ đến vậy? Vũ Hạo lúc này mới giật mình hỏi. Thiên Mộng Băng Tằm cười khoái chí, đó là vì tinh thần hải của ngươi đã biến đổi, năng lực có thể thi triển ra của chúng ta trong này tự nhiên cũng khổng lồ hơn một ít. Vũ Hạo vẻ mặt nhăn nhở nhìn Băng Đế, Thiên Mộng và Y Lai Khắc Tư sẽ nói, các vị có ai đó nói cho ta biết chuyện gì đang xảy ra đi, tại sao lại có chuyện này ta thực sự không hiểu. Mọi chuyện ta chỉ nhớ là sau khi luận bàn với Quý Tuyệt Trần, rồi chẳng hiểu tại sao lại tiến vào minh tưởng, rồi lại tiến vào trạng thái suy nhiễm, sau đó nữa thì tối đen như mực, rồi thì bây giờ là tỉnh lại. Thiên Mộng Băng Tằm nói, để Y Lao nói đi, dù sao lão trước kia cũng là người, cũng diễn đạt rõ ràng hơn. Y Lai Khắc Tư nói, chính xác là tinh thần lực của ngươi vừa hoàn thành một lần biến đổi chất lượng, việc đó không ai có thể giúp ngươi, chỉ dựa vào bản thân ngươi mà nói. Hơn nữa, tu luyện tinh thần lực và linh hồn, tình trạng mỗi người hoàn toàn khác nhau, không có thể nào truyền thừa kinh nghiệm được. Do đó, ta chỉ có khả năng cho ngươi biết là sau chất biến, ngươi đã có được biến hóa ở chỗ nào. Quang cảnh trước mặt ngươi lúc đấy cũng chính là tinh thần hải khuếch trường trở thành biển lớn. Trình độ này ta gọi là hãn hải vô nhai. Từ giờ phút này, tinh thần lực của ngươi đã đạt tới cảnh giới tự động tuần hoàn, sinh sôi không ngừng nghỉ. Tuy hiện tại cường độ còn chưa đủ cao, thế nhưng đã có hình thức ban đầu chuẩn bị cho tiến hóa ở tương lai. Có thể nói, ngươi đã hoàn thành bước quan trọng để tu luyện tinh thần lực. Ý tưởng của tiểu trùng tử và tiểu hòa tử, lại còn có cả tuyết nữ, ta đã từng không đồng ý. Bản thân ta cho rằng có 2 điểm, cơ hội của người sẽ khá nhiều, thế nhưng bản thân người bắt đầu đi vào nề nếp tu luyện hơn muộn. Nhớ năm xưa, ta 5 tuổi đã chính thức tu luyện ma pháp, do đó ổn định trụ cột rất là kiên cố. Sau lần này, ta có thể nói cho các người biết, với trụ cột tinh thần lực hãn hải vô nhai, mục tiêu thành thần đã không còn là mộng tưởng nữa. Vũ hồn bản thể của người mang theo tu vi tinh thần, mọi hồn ký hệ tinh thần đều do với sự thay đổi này của tinh thần hải mà tăng thêm uy lực rất lớn. Nhìn lên không trung mà xem, vừa nói Y Lai Khắc Tư vừa chỉ tay lên con mắt khổng lồ trên cao kia. Vũ Hạo trong lòng vừa động, hắn đã kinh ngạc phát hiện ra khi mà bản thân nhìn vào con mắt đó lại có cảm giác như là đang nhìn chính mình vậy.
Tinh thần hải biến chất, linh hồn thăng hoa, vận mệnh nhãn trở lên chính thức kết nối với tinh thần hải, nghĩa là tương lai mọi năng lực vận mệnh nhãn của người đều có thể trực tiếp sử dụng tinh thần hải để triển khai, năng lực vận mệnh quang cũng sẽ thoải mái sử dụng hơn. Theo ta tính, có lẽ mỗi ngày sẽ dùng được 3 lần, mà với tốc độ khôi phục này, có lẽ sẽ đạt đến 5 lần, người sẽ thêm tùy tâm sở hữu hồn kỹ tinh thần này. Vũ Hạo hoàn toàn bị bao phủ bởi vui sướng. Dù hắn cũng biết tình trạng minh tưởng sâu sẽ mang lại lợi ích không nhỏ, thế nhưng vẫn không ngờ được có thể lớn đến thế này. Quả thật không thể nghĩ bàn. Tuy tăng trưởng tinh thần lực không quan hệ với hồn lực, thế nhưng hiện tại hắn hiểu rõ, tinh thần lực và hồn lực thật ra đều là năng lượng, chỉ là phân loại khác nhau mà thôi. Giống như khi hắn thi triển hồn kỹ của Linh Mâu, như phóng ra nhiều tinh thần lực thì hồn lực tiết kiệm hơn. Lúc này hắn ngộ ra, những hồn kỹ Linh Mâu chỉ cần có hồn lực dẫn đường, còn năng lượng đều có thể dùng tinh thần lực phát huy rất tốt.